Vật tư nông nghiệp Dũng Long xin kính chào quý khách. Thời điểm vàng trên khách hàng đã đồng hành cùng Vật tư nông nghiệp Dũng Long trong suốt thời gian qua. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9, một chỉ vàng SJC 4 số 9. Vâng, một chỉ vàng SJC 4 số 9. Đón xuân sang muôn vàn quà tặng, Vật tư nông nghiệp Dũng Long xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng giảm giá bốc thăm trúng thưởng với giá trị giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9, một chỉ vàng SJC 4 số 9, một chỉ vàng SJC 4 số 9. Khách hàng đến mua hàng tại Vật tư nông nghiệp Dũng Long, đại lý Vật tư nông nghiệp Dũng Long phân phối phân bón Tiến Nông tại các trường bản do Vật tư nông nghiệp Dũng Long cung cấp. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9, một chỉ vàng SJC 4 số 9, một chỉ vàng SJC 4 số 9. Quý khách hàng mua một bao thức ăn chăn nuôi Hoàng Gia Việt, một bao phân bón Tiến Nông hoặc đơn hàng trị giá 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng ngay một phiếu bốc thăm trúng thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9, một chỉ vàng SJC 4 số 9, một chỉ vàng SJC 4 số 9. Với phương châm vì bà con tận tâm phục vụ, Vật tư nông nghiệp Dũng Long luôn đem đến cho bà con những sản phẩm tốt nhất, uy tín nhất, giá cả phải chăng. Ở đâu khuyến mại, Vật tư nông nghiệp Dũng Long khuyến mại nhiều hơn. Ở đâu giảm giá, Vật tư nông nghiệp Dũng Long giảm giá nhiều hơn. Ở đâu giảm giá, Vật tư nông nghiệp Dũng Long giảm giá nhiều hơn nữa. Nhanh chân bà con ơi, hãy đến mua hàng tại các địa điểm bán hàng Vật tư nông nghiệp Dũng Long để có cơ hội nhận phiếu bốc thăm trúng thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9 và nhiều giải thưởng hấp dẫn có giá trị khác. Vật tư nông nghiệp Dũng Long luôn đồng hành cùng bà con. Vật tư nông nghiệp Dũng Long vì bà con tận tâm phục vụ. Vật tư nông nghiệp Dũng Long xin kính chào quý khách. Thời điểm vàng tri ân khách hàng đã đồng hành cùng Vật tư nông nghiệp Dũng Long trong suốt thời gian qua. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9. Một chỉ vàng SJC 4 số 9. Vâng, một chỉ vàng SJC 4 số 9. Đón xuân sang muôn vàn quà tặng, Vật tư nông nghiệp Dũng Long xin gửi tới quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng giảm giá bốc thăm trúng thưởng với giá trị giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9. Một chỉ vàng SJC 4 số 9. Một chỉ vàng SJC 4 số 9. Khách hàng đến mua hàng tại Vật tư nông nghiệp Dũng Long, đại lý Vật tư nông nghiệp Dũng Long phân phối phân bón Tiến Nông tại các trường bản do Vật tư nông nghiệp Dũng Long cung cấp. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9. Một chỉ vàng SJC 4 số 9. Một chỉ vàng SJC 4 số 9. Quý khách hàng mua một bao thức ăn chăn nuôi Hoàng Gia Việt, một bao phân bón Tiến Nông hoặc đơn hàng trị giá 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng ngay một phiếu bốc thăm trúng thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9. Một chỉ vàng SJC 4 số 9. Một chỉ vàng SJC 4 số 9. Với phương châm vì bà con tận tâm phục vụ, Vật tư nông nghiệp Dũng Long luôn đem đến cho bà con những sản phẩm tốt nhất, uy tín nhất, giá cả phải chăng. Ở đâu khuyến mại, Vật tư nông nghiệp Dũng Long khuyến mại nhiều hơn. Ở đâu giảm giá, Vật tư nông nghiệp Dũng Long giảm giá nhiều hơn. Ở đâu giảm giá, Vật tư nông nghiệp Dũng Long giảm giá nhiều hơn nữa. Nhanh chân bà con ơi, hãy đến mua hàng tại các địa điểm bán hàng Vật tư nông nghiệp Dũng Long để có cơ hội nhận phiếu bốc thăm trúng thưởng một chỉ vàng SJC 4 số 9 và nhiều giải thưởng hấp dẫn có giá trị khác. Vật tư nông nghiệp Dũng Long luôn đồng hành cùng bà con. Vật tư nông nghiệp Dũng Long vì bà con tận tâm phục vụ.